Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Phi Thanh Vân tâm sự đợt dịch bệnh vừa qua, cô thua lỗ tới 20 tỷ đồng vì nhiều chi nhánh kinh doanh của cô buộc phải đóng cửa. Đây là con số đáng kể đối với người đang buôn bán như Phi Thanh Vân. Mỹ Nhân Giao Kéo cho biết năm 2018, cô gặp sự cố phải bán hết nhà cửa, đất đai, xe hơi, tài sản tích cóp trong nhiều năm. Cô vẫn cố bám trụ vững cho đến khi dịch Covid-19 kéo tới. Phi Thanh Vân lại thua lỗ nặng nề khi hàng chục cửa hàng mỹ phẩm ế ẩm, vắng khách. May mắn có nhiều công việc khác nhau bù lại nên nữ diễn viên vẫn đủ trang trại. Cô luôn tử nhủ bản thân. Tôi thầm nghĩ mất 10, 20 tỷ nhưng sau này sẽ kiếm lại được. Tôi luôn tin mình sẽ thành công. Phi Thanh Vân hiện là doanh nhân kinh doanh lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm. Cô còn có nghề tay trái là tư vấn tâm lý, nữ diễn viên đang nhận vai trò đại sứ cho Trung tâm Văn hóa và Thông tin Truyền thông, đồng thời là phó chủ tịch của một tập đoàn truyền thông. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhận những vai diễn nhỏ để không uổng phí tài năng học diễn xuất từ năm 9 tuổi. Cô tích cực ngồi ghế giám khảo, tham gia game show, giải kỹ năng, làm việc đa lĩnh vực. Phi Thanh Vân luôn tự tin đặt mục tiêu để kiếm tiền mỗi ngày dù rất bận rộn. Nữ hoàng giao kéo luôn tâm niệm, nếu cố gắng mỗi ngày, cô sẽ có 10 năm thành công trong tương lai. Vốn sinh ra trong gia đình có bố làm quân nhân, từ bé Phi Nhan Vân đã được rèn luyện ý chí mạnh mẽ, chịu đựng nguyên tắc khắc nghiệt. Vì thế, mỗi khi cô làm đều có kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ để đảm bảo thành công. Cô thường viết ra bản kế hoạch cho công việc 1, 2 năm rồi chia nhỏ theo quý, tháng để thực hiện. Khi làm việc gì mà chưa xong, tôi nhất định không chịu đi ngủ. Mai cần làm gì là tối nay tôi lập bảng kế hoạch luôn rồi. Ít khi nào tôi để nước đến chân mới nhảy. Tự lập về tài chính và làm tốt vai trò mẹ đơn thân, Phi Thanh Vân tâm sự cô không muốn nghĩ tới chuyện yêu ai dù có nhiều đại gia giàu có theo đuổi. Bản thân cô không thiếu tiền nên chẳng cần dựa dẫm vào ai. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Phi Thanh Vân dành hết thời gian để chăm sóc, dạy dỗ con dọn dàng và làm việc. Cô thừa nhận mình có cuộc sống đầy thăng trầm, nhưng nhờ đó cô mạnh mẽ, vững chãi và hoàn thiện để trở thành người phụ nữ hoàn thiện như hôm nay. Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Năm 1990, cô theo gia đình Nam Tiến và ấp ủ ước mơ tham gia showbiz từ đây. Vì dung mạng xấu xí không phù hợp nên cô quyết thay đổi toàn diện bằng nhiều cuộc đại mỹ phẩm và dần được. Và dần được nhận vai diễn trong nhiều bộ phim. Phi Thanh Vân kết hôn lần đầu với một người đàn ông Pháp vào năm 2008 và nhanh chóng ly hôn sau 4 năm đó. Năm 2014, Phi Thanh Vân lại kết hôn với Bạo Duy và sinh con trai. Đến năm 2017 thì cặp đôi chính thức chia tay, Phi Thành Vân hiện đang làm mẹ đơn thân, nuôi con trai 6 tuổi và tự kinh doanh mắt tay.